trong dân chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liêng, mà thác cũng phải đá tự hào, bất khuất và hùng thanh. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếng nôi hy sinh. Chết oai linh lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngàn thủ thiên xa bay. Chúng tôi, đại biểu Ngọc Nguyễn, trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước. Xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng cái vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Cúi lạy tổ tiên, kính lạy tiền nhân, kính báo các anh hùng tử sĩ. Khi xưa, các vị đã khổ công dựng nước và giữ nước bằng cách cống hiến cả đời, cả sinh mạng và tâm huyết cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an cư của giống loài. Gần đây, trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, giữa chủ nghĩa tự do, cộng sản, miền Nam đã bị bức tử một cách đắng cay và oan nghiệt. Trước bàn thờ tổ quốc,
tôn nhân các vị hôm nay, con là hậu duệ Đào Minh Quân, đã nhận trọng nhiệm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với các đồng nhiệm và toàn dân Việt Nam, cả hải ngoại lẫn quốc nội, cùng thề hứa sẽ bằng mọi cách lấy lại đất tổ từ tay giặc Tàu, thề sẽ vực dậy chủ nghĩa quốc gia Việt Nam tự do dân chủ. Chúng con nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình quê hương và cơm no áo ấm cho đồng bào. Tuy Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, chôn vùi nhưng chưa chết, mạch sống vẫn cuộn chảy và hiện đang trỗi dậy cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc. Kính xin tổ tiên, các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ hãy phù hộ cho chúng con. Khấn xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, độ trì cho con dân nước Việt mau sớm giải thể chế độ phản dân hại nước, triệt hạ được tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, để toàn dân mau sớm có ngày thanh bình hạnh phúc. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một thời thề dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Miền Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao lỗi lầm ngang. Việt Nam xây cờ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa đầu. Anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề dân chiến đấu không ngại tình vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đồ hồn thiêng sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt. Next to him is the president of Frigga USA, executive board member Mr. Steve Cunningham. Kế tiếp là ông Steve Cummings, ta là chủ tịch tập đoàn của Frigga ở tại Hoa Kỳ. And next to Tom, he just arrived about 20-30 minutes ago. Mr. Ken Ungnon. And we have two special guests. I was just introduced today, Pastor John and his wife,
coming all the way from Nigeria. Thưa quý vị, đây là mục sư John từ bên nước Nigeria, bên Phi Châu. Và tiếp theo chương trình, xin mời anh kỹ sư Nguyễn Trí lên chủ đề hệ thống trưng cầu dân ý. We can introduce you to Mr. Nguyễn Trí. He's the architect and engineer to the whole management system. This is a system that the president has engineered and developed for a very long time. And this is a system that we're going to liberate Vietnam using this type of system, not guns or by any means of violence. Prime Minister Đào Minh Quân and other delegates, ladies and gentlemen. Tonight I'm been talking about the voting system that we are to live in will dismantle the communist Vietnam. The provisional national government of Vietnam is pursuing a free and democratic election in Vietnam. The government is seeking create an atmosphere of non-violent pressure on the communist regime to commit to an election process whereby the people can choose their choice whether or not to retain the communist as a golden field. So we develop a system encourage the people around the world, the Vietnamese around the world, that can vote, make their choice. Either they will choose Prime Minister Đào Minh Quân to be the President of the Third Republic of Vietnam, or they choose the Communists. So the system, what we call, is a voting system. And I'll be talking about how it works. And the animation on the the body of the process of the voting process itself. This is the flow. So it's very easy. We have two processes. One is for the people that doesn't have a way to get into internet at all. All they have is a phone, but that a lot of people are not in Vietnam now. If they live in the countryside, they don't have any access to the internet. Okay. This system here, it was, we already had that since it started. But right now, we incorporate into the full voting that it has to be processed by one of our representatives and then enter into the main storage area. So it go through a few steps that will be a little bit slower to get their vote count. So the engineer, the technical team, analyzed and realized that why don't we do something to bring it to their fingertip? And we don't need a long process this way. We come up with a new system that is a website. People can log in, people can go into those, one of those addresses, one of those IMEI. And free to vote, and I will show the interface how the people can vote. It's very easy. Everything for the new process, it will be counted as long as they hit and submit the vote and count. So not wait for the representative to filter, to get information and to
enter into the database. This is the system that our representative collected all the information from phone call or from email, and then they go and enter this information into our main storage area. Should take a lot of time that the representative, the way people call in is so many, and we need a lot of people that can just get the information out of those systems. However, it works the same way at both sides. They steal information and they go into our main storage area. This is the online voting system. Okay. All they have to do is go in. All the voters have to do is go into the four URL that I listed the previous page and enter the information by themselves. Once they hit the submit button, the yellow button right there, then the voting comes. And this system here, they can use their form, a card form of computer, or a tablet, anything. This is good. As long as their device that be able to go into the website, they can use the form. And safety. How safe are those systems? It is. We use the latest hardware encryption by whatever that is available today into this system. We use only secure protocol. So and also they are both protected from AET, that is Advanced Invasion Technology that all the hackers use. Even when the user using the software to enter into the database, that computer also protected from the AET. For an online system, once they hit the submit button, and all the things that link to that data on that device that they use, it also clear. So if they are so unlucky that it grabbed by one of the communist shoulder or whatever, they cannot find the information where they come from, what they did. So we also clear out the thing like that. So it is a simple way to use the online system for. In summary, both systems, online or phone, are now inactive. People can choose whatever method that fit or whatever they have, devices that they can open. Right now, since we already have the both systems working, we are focusing on campaigning and advertising to get those two people so they know that there is available out there, they can vote. So, we are mainly focused on that area right now. Then, our expectation is the number of voters will increase a large amount. That's all I have to say tonight. Thank you very much.
đã có người yêu cầu phải giải thích cái bầu cử cho mọi cái đèn okay. Cho mọi cái đầu cái bầu cử bằng tiếng Việt. I think I'm just going to summarize real quick because we were on time. On Kỹ sư Nguyễn Trí và những người trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã tạo ra một cái system, là một cái bộ phận để mà người Việt Nam, từng người Việt Nam có thể quyết định cái tự do của họ bằng bầu cử trên phong tay. Những người ở bên Việt Nam bây giờ rất là nhiều người có cái phong tay, và chúng tôi không muốn những người yêu nước mà gặp trở ngại khi mà đấu tranh với tự do. Quý vị đi bầu đi biểu tình, quý vị đi làm những công việc tự do, thì cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ lại đàn áp quý vị và họ bắt bớ, có dẫn đến sự giết người. Cho nên ban kỹ sư và những thành viên trong chính phủ mới tạo ra một cái chân cầu dân ý mà quý vị có thể tự làm bất cứ nơi nào, mà những cái tài liệu quý vị bỏ vào nó sẽ biến tan đi ngay lập tức. Và lỡ như những anh Việt Cộng cầm được những cái phone của quý vị thì họ không có bằng chứng nào để mà bắt bớ, và không có một cái lý do nào để mà làm khó dễ quý vị hoặc là những người trong gia đình của quý vị. Cho nên nếu chúng tôi đã đưa ra những cái bộ phận trong cầu lưu ý như vậy, thì cái quyền tự do và cái quyền để mà diệt đi tà miền Cộng sản Việt Nam nằm trong tay của quý vị. Không, chúng ta không cần dùng đến súng đạn hay là cần phải dùng đến những cái vũ lực. Quý vị đã biết rồi, trên lịch sử chưa có bao giờ ai thắng hoàn toàn bằng vũ lực hết, lúc nào cũng là bằng một sự dân chủ độc lập thì nước chúng ta mới có thể tồn tại. Và đây là chỉ một cách tôi làm cho ngắn gọn thì không có nhiều thời gian. Và đúng rồi, thì khi mà quý vị lên cái chân cầu dân ý thì đó là chữ T, chữ C, chữ D, chữ Y.US. Thì quý vị chỉ cần bấm vào và phòng nó. Cho nên là chúng tôi đã làm cho rất là nhẹ nhàng cho các quý vị được dùng đến cái chương trình chân cầu dân ý. Và và nếu quý vị có câu hỏi gì thì liên lạc với những đại biểu trong chính phủ thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nhiều hơn. Và kế sau đây tôi xin mời Thủ tướng và Chủ tịch Frigga ông công bố giao kèo và độc quyền khai thác thẻ căn cước tín dụng tại Việt Nam và tất cả người Việt trên toàn thế giới. Mr. President and President of Frigga, Mr. Paddy Galani, announcing the exclusive contract for the issue of the global banking financial services.
Kính thưa đồng bào và tất cả quý vị quan khách, chúng ta cũng có những trở ngại về chương trình, nhưng mà chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Perry là president của hãng Finger. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng để chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và cái công ty của chúng tôi sẽ là độc quyền cho tất cả những người Việt Nam tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đó là công ty của ông Finger. Cái công ty này là một trong những công ty mới mẻ nhất thế giới, mới thành lập khoảng hơn một năm, nhưng mà sẽ thỏa mãn những cái nhu cầu sử dụng điện thoại, sử dụng hệ thống tiết dụng và sử dụng luôn cái hệ thống cryptocurrency để bảo vệ sự bóc lột của nhà nước, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kể cả quý vị đóng tiền vào trong nhà băng. Và có thể nhà băng ở tại Việt Nam nó tuyên bố hết tiền, quý vị không làm sao mà lấy hết tiền ra được. Hoặc là tiền quý vị gửi từ đây về Việt Nam, hoặc từ Việt Nam gửi ra Hoa Kỳ, đều dù cho trả giá rất rẻ, ví dụ như một đồng đô la, một đồng trong trăm đô la. Thật sự là cộng sản đã có tiền lời, và số tiền đó chúng lưu giữ ở tại Mỹ trong lúc chỉ chuyển giao tiền Việt Nam cho chúng ta. Và tiền Việt Nam là vô dụng lúc này, vì trên thế giới nước Việt Nam và đồng tiền của Việt Nam là một trong quốc gia mà đồng tiền không có được thừa nhận trên thế giới. Nếu anh chị em nào dùng cái đồng tiền Việt Nam mà đi ra nước ngoài có thể mua được món đồ gì đó thì chúng tôi rất là ngạc nhiên, vì đồng tiền đó quốc tế không có công nhận. Thì cái hệ thống Finger sẽ giúp chúng ta, những người member của hệ thống Finger, có thể chuyển tải tiền không cần phải tốn đồng nào cả, và đồng tiền nó rất an toàn, nó đi vào trong cái account của mình, nhà băng của Hoa Kỳ lưu giữ, và chúng ta không phải trả một đồng nào hết. Ngoài ra, nếu quý vị mà tham dự cái chương trình của chúng tôi đang cùng hãng Finger làm ra, là cái chương trình đó cho phép chúng ta có thể mua bán với những công ty lớn bậc nhất thế giới, ví dụ công ty Amazon hiện nay đã đạt tới là 11.000 tỷ đô la rồi đó thưa quý vị, là một trong hai công ty lớn nhất thế giới. Công ty thứ nhất là công ty Amazon, là công ty gì nữa? eBay. Đây, quý vị sẽ mua bán và quý vị sẽ được cái percent để trả lại cho quý vị. Cái thứ hai, dựa vào số tiền quý vị tiêu thụ, công ty Finger và chúng tôi sẽ offer quý vị một cái tiền thưởng, mình gọi là đồng tiền gia bảo. Và đồng tiền đó sẽ increase theo cái giá trị của thị trường. Và ngày hôm nay, hãng Finger đã từ mới một năm nay đồng tiền từ 1 đồng, bây giờ đã lên, quý vị biết bao nhiêu không? 8.50 đồng rồi đó quý vị. Nếu quý vị bỏ ra 1.000 đồng thì quý vị đang có 8.500 nha. Nhưng mà tôi không khuyến khích quý vị bỏ tiền đâu, tôi chỉ muốn giới thiệu một cái system mà cộng sản rất là sợ hãi. Thì bất cứ người dân nào khi cầm cái phone trong tay của mình mà đi vào các cao chúng tôi thì sẽ hiện lên cái hình của ông. Không làm đúng không? Không ngăn cản được, cái hình đó sẽ truyền hết cả Việt Nam. Họ bảo rằng họ không có công nhận
chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nên chúng tôi rất là thương cho những nhà báo, những người muốn bưng bít sự thật, thì sự thật ngày hôm nay sẽ bị phá vỡ bởi hệ thống điện tử mà chúng tôi đang làm việc với tất cả những công ty hàng quốc tế và lớn nhất thế giới. Và quý vị cứ trông chờ giờ đó mà họ bảo rằng không có chính phủ hay chính phủ khủng bố họ sẽ lấy cây tại Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam không làm gì được. First of all, thank you very much for the opportunity to your kind hospitality shown to Steve in June this year. Frank, thanks very much for the opportunity to introduce us to President Dow, and President Dow for your kind hospitality while I've been here today. It is the first time I have been to California, and I look forward to visiting it very soon with my wife next time. She did say she was rather annoyed that I couldn't bring her this time. But I'm blessed by having six children, and Steve, why don't you just go back two screens, we need you to go back. FRGA is an acronym for Freedom Global Abundance. It started by my wife and I some years ago, when we recognized that there are 2.5 billion people in the world that do not have access to any financial services whatsoever. And the principal reason for that is that the existing banking systems and the legacy systems don't cater for the fact that those people that have no access to any form of regular income are unbankable. And yet there is one resource that we all have in absolute abundance, and that is the ability to have a conversation, the ability to engage and interact on the internet. Now, the internet started some 20 odd years ago, and it was to be the liberator, the ability for us to engage and interact. But what has happened with technology is that we went through a web one, we call a web one environment, where the website was just a static website that you engaged on. We then went to a web two environment, where we could engage and interact in companies like Amazon, eBay, Google, Facebook, big companies, have actually become very, very wealthy for the simple reason that they have given us the ability to have a conversation, but they've taken the one resource that we have in abundance, and that is our data, and they've monetized it and kept the produce of that monetization. What FRGA is doing through technology, and because of the legal environment is changing, the technical environment is changing, we have established an algorithm that we are able to create an ecosystem where people are able to engage and interact, but we are able to quantify what that means from a financial perspective, and we can actually pass it through to those people that are taking, having the conversation. Now, in close consultation with President Dow and the team, we have devised a strategy whereby working with the diaspora people of Vietnam, we are going to be able to create an environment, because diaspora people of Vietnam are engaged and interact with people within Vietnam. But in the course of that engagement, we've actually found a way of taking that conversation, that could be a simple conversation that suddenly done at the moment on social media platforms, and we can actually quantify it, and we bring it to a fiat currency, pounds, shillings, pence, dollars, you name it, we can quantify it. And we've actually found a way of being able to pass the value of what your data is and actually pass it through to those people that have a conversation. Now, Steve, if you could just switch to the next screen. Now, we have a situation where if you look at the gross national product of Vietnam, currently it's $1,800 a year is the average income of somebody who's living in Vietnam. But of course that's distorted. It's not the true figures. It's a lot less than that. But we've actually found a way by using FRGA, we believe that
Again, working close observatory with President Dow and the team, we are going to be able to increase the gross national product of Vietnam relatively quickly by 10 to 15%. And we're going to do that by actually passing the value through to those people that are actually in Vietnam. Now we're going to do that with mobile technology. We're going to be using blockchain technology and encrypted technology. So, Steve, you can just go to the screen. Because the people of Vietnam do not all have access to financial services equally. As much as they, and it is an issue which is everybody's aware of, but the only way it's going to be solved, and I agree with President Dow, the only way it's going to be solved is by able to create an environment whereby through the conversation and using technology, we can pass the value of what is currently retained by the Web2 companies. So if we go to the next slide, and what we're going to do is by using Web3. Go to the next screen, Steve. And an economics called Freakonomics. And what we're going to be able to do is... through using apps and mobile phones, we're going to be able to create a reason why an increasing number of people will download the Freaker mobile app. But what the system is able to do is identify where that application is in location at the time of download. So while Freaker has got members all over the world in 185 countries, we can create a scenario where any of those people that are part of Frigo, the minute they are getting to Vietnam, they move into the border of Vietnam, we can actually change the interface where suddenly it would look, it will actually be able to broadcast the message of President Dow into Vietnam. Now, it's a communication channel, and it will be extremely difficult for the communist regime to actually take people's phones away from them, especially if they are visitors. It's not possible. What we're going to be doing is the minute somebody comes into Vietnam as part of the Frigo ecosystem, the whole branding of the Frigo mobile app will switch over to that of the Third Republic of Vietnam. So you're going to end up with a scenario where the only way the communist regime is going to be able to stop this is to stop the internet from happening, and that's not possible. So we do have a mechanism. But it's also using blockchain technology, which means it's encrypted. Now, the voting system that you put out is fantastic. It's, I can see where it's going to work. But I believe working in close conjunction with yourselves, we could actually help you to take it to a much better, a much advanced level. And we can actually work a lot quicker. And it's going to be happening. And I realize that encryption is very important. And we can do that with blockchain technology. Because we are able to identify not only the location as to where people are, we will also be able to identify because of not so much what a person says, we have found ways and means of establishing exactly who people are, their location, but of course it is encrypted, it's in a blockchain environment, it's not possible for anybody to get that device to be able to interrogate the information to establish what they're actually talking about, because it uses blockchain technology. But we're going to work very closely, and this is an initiative that you can't determine in these things how quickly it can happen, but I do know that by working closely with the team, knowing what our common objective is, we're going to be able to be successful. So we're going to be able to create a scenario where you'll be able to create communication with everybody in Vietnam, but you're also going to bring out your own crypto token, which will actually become potentially the currency of Vietnam. You don't have to use the dong anymore. I know we're making some pretty pronounced statements, and somebody said to me the other day, "You sound very arrogant." And I said, "Maybe I'm confident and you're ignorant." But what's very important
is this initiative started in the garage at home. You can't take any business that starts in the garage as serious, I appreciate that. But this did start, but it started with one philanthropic purpose, and that is to financially emancipate the people of Vietnam. So, you know, I can tell you from our perspective, and I know I had a chance in speaking to President Dao, we're kindred spirits in what we want to achieve. So I have no doubt in my mind, and we will commit, FRIGA will commit all whatever we've got, our resources, our time, and we will achieve your end, because whatever's important for the people of Vietnam will also be important for FRIGA, because we have an aligned interest, and that's my commitment to you. So with that ado, I again thank you, President Dao, for the opportunity to meet. Technology is going to be able to be used now to create what you're wanting to achieve. It's not going to be done with bloodshed, it's not going to be done with bullets, I totally agree with you. And in actual fact, just by working with technology, we are going to. And if you financially emancipate people and give them hope and that opportunity of being able to change their situation, and we are able to do that, that just becomes a very galvanizing force. And I believe there's a tidal wave of humanity that will rise to the occasion, and that's something that's unstoppable. And I look forward to working with President Dao with that initiative, because that is exactly what it's actually FRIGA stands for. Freedom, global abundance is possible for everybody in disenfranchised communities. Thank you very much. Thank you, Patty. Và tiếp sau đây, Thủ tướng và luật sư James Bùi Vĩnh Đề công bố việc tiếp tục kiện ra tòa hình sự quốc tế bọn tàu xó cộng sản và tàu cộng vì đã cấu kết và âm mưu diệt chủng dân tộc Việt Nam và mưu toán xóa sổ nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Next, we would like we respectfully invite Mr. President Dao and Attorney James Bùi will do the announcement of a continuous lawsuit to the communist leader and China to the International Criminal Court because of the genocide attempt and expanding of Vietnam country in the world. Please, Mr. President. Because there are some restrictions by the International Criminal Courts, we will release part of the lawsuit that we have on hand. Đặc biệt hồi nãy thì chúng tôi có hứa là chúng tôi tùy sự chọn lựa của nhà báo Vũ Hoàng Lân, chúng tôi sẽ để cho nhà báo Vũ Hoàng Lân được chụp cái tài liệu này. Nha. Vì chúng tôi rất tôn trọng những nhà báo muốn đi tìm hiểu sự thật. Thì đây là cái tài liệu mà chúng tôi sẽ đưa Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại tòa hình sự quốc tế, và chúng tôi đã có cái reference number. Và chắc chắn là đối phương 36.000 tỷ đô la là chúng tôi lấy tất cả những gì mà chúng tôi ăn cắp, giảm cướp của đồng bào Việt Nam phải trả lại cho đồng bào Việt Nam. Và đặc biệt chúng tôi dựa vào đây để chúng tôi tạ ơn chính phủ Hoa Kỳ. Lần trước chúng tôi nói chúng tôi thưa Tàu Cộng 15.000 tỷ đô la, nhiều nhà báo nói chúng tôi tặng cho Hoa Kỳ 15.000 tỷ thì mình đâu còn gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác, sau khi chúng tôi add up làm việc với những nhà khảo cổ, làm việc với những doanh gia, làm việc với những nhà
gọi là những người mà research study, tức là những professional, thì chúng tôi cơ mắc đúng cái amount mà tạo cộng nợ đồng bào chúng ta là 36.000 tỷ đô la. Nếu chúng ta có trả lại cho chúng ta kính biếu chính phủ Hoa Kỳ 15.000 tỷ thì quý vị biết chúng ta còn là bao nhiêu không? 21.000 tỷ đô la. Dễ đó, 100 triệu người Việt Nam sẽ có cái đời sống rất tạm. Và trường hợp mà nếu Tàu không có khả năng trả lại, nếu tòa án đã xử Tàu thua mà chúng nó không có đồng tiền trả lại, thì quý vị biết tại biết cái gì xảy ra không? Trả lại đất, trả lại đất, trả lại biển, và có thể bị tịch thu những tài sản phi pháp của Tàu cộng trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao những nhà tài phiệt quốc tế sẵn sàng để yểm trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tái tạo, để làm Việt Nam tổ hòa. À, trân trọng mời anh nhà báo Vũ Hoàng Lâm để anh muốn chụp hình, tôi cho anh chụp hình trực tiếp và sau đó chúng tôi sẽ chuyển cho tất cả quan khách ở đây coi, vì có những cái bí mật đối với tòa án cho nên chúng tôi không thể cho hết được, nhưng quý vị có thể lượt sơ qua cái tập tài liệu này để biết tại sao Tàu cộng sẽ bị thua nha. The boards will pass this around so that everybody can have a look. We would love to send everybody a copy, but that's not happening tonight because there is stringent on those cases. There are secrets in here that not a lot of people know, especially in regards to Ho Chi Minh, who he is, what he has done, and the atrocity that he has committed, including a lot of human right violations. It's all in here. Có một điều chúng tôi muốn nói là tập tài liệu này chúng tôi được vinh dự là cái người đứng đơn để kiện Tàu cộng. Nhưng mà đây là công trình tâm huyết của rất nhiều vị tức giả, nhiều vị khoa bản trí thức Việt Nam Cộng Hòa để giúp chúng tôi thực hiện cái tập tài liệu này gồm có 233 trang, cộng thêm 4.000 trang tài liệu mà Cộng sản Tàu cộng và Cộng sản Việt Nam không có thể thoát được cái ánh sáng công lý khi nó rội vào vết nhơ của nhân loại chứ không phải riêng gì của Việt Nam. There are a lot of researchers that put in a lot of time into this piece of suit. There's countless of hours. This alone doesn't represent the whole thing. It's just the prime part. We have another evidence book that encompasses this, and it's over 4,000 pages, and it's all included in the genocide and the human rights crimes that the Chinese communists and Ho Chi Minh has done to that region of the world. Và chúng tôi, vì chúng tôi là từng là những người lính đi săn đuổi cộng sản tại vùng địa đầu giới tuyến, cho nên chúng tôi biết rõ chúng sẽ mưu làm những gì. Cho nên một số anh chị em thân mến trong cộng đồng có gửi thơ, có gọi điện thoại, có nói chúng tôi coi chừng tụi nó sẵn sàng để ám sát ông Đào Minh Quân. Trước hết chúng sẽ bồi bẩn ông Đào Minh Quân, và sau đó nếu bồi bẩn không thành thì chúng sẽ ám sát ông Đào Minh Quân. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng tôi đã nói từ đầu, chúng tôi là những professional fighter, communist fighter, we are professional. Cho nên chúng tôi không phải là những nhà làm chính trị, mà chúng tôi đã giữ trù tất cả những cái gì mà phía Cộng sản sẽ đối phó với chúng tôi. Cho nên chúng tôi học được
Thứ nhất, cái gương của Chúa, của Phật, ai chửi mình cũng cười nhé. Không bao giờ giận hờn những anh em nào mà biết sai thì mình hay biết chửi mình hay là xúc phạm cái tư cách của mình. Cái thứ hai chúng tôi học được là cho dù chúng tôi đứng đơ trong cái đơn kiện này, nhưng mà ngay bây giờ nếu Cộng sản giết tôi ngay tại đây thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Cái đơn kiện sẽ tiếp tục và thêm một cái evidence chúng ta sẽ chối cãi được tại tòa hành sự quốc tế nha. Tại sao chúng tôi chỉ là những người ít ỏi có tâm huyết, nhưng mà chúng tôi là những người lính. Quý vị biết những người lính, tinh thần, tâm huyết của những người lính Việt Nam Cộng Hòa ca đảm bất quốc của mình phải biết một chuyện này: khi chúng ta đương đầu với giặc thì người lính đó phải coi như mình đã chết rồi. Đó là cái chức vụ cao nhất, không phải là ông đại tướng, không phải là ông thiếu tướng, mà chính là những người chiến sĩ vô danh. Đã là chiến sĩ vô danh thì sự sống và sự chết và tên tuổi không là vấn đề. Cho nên chúng tôi đã dự trù cái trường hợp nó xảy ra, thì ở trong cái đơn kiện của chúng tôi đã cho phép tất cả luật sư tiến hành cái đơn kiện mà không cần có người đứng đơn, tức là không cần có đàn quân. Cho nên cái lo suất đó là đẩy Tàu Cộng vào cái the end of the war đó quý vị nha. I'm going to try to summarize what he said, and then I'll interject to why this will work in regards to how we go into fight the Chinese Communists and the Vietnamese Communists. His position is that he's a fighter. He's a specialist in fighting the Communists. He is not a politician. And because he's a fighter, every time he goes to battle, he already assumes that it's death. There's no holding back. And when you do such a thing, you're not afraid of the enemy anymore. You'll be able to hit the enemy wherever it hurts. But in regards to this lawsuit, the reason why it works is that everybody knows that around the world there's a bankruptcy law. And this bankruptcy law means that every nation on earth at one point in time has become insolvent because they take it up too much debt. And when there's too much debt, you have to answer for your insolvency by making deals or selling your own land or collecting taxes from your own people to pay for those debts. In this lawsuit, the amount is $36 trillion. And so there are summons that we have sent them and they did not reply, even though they signed for it. Now in maritime law, they use the postal union as a official letter to summon the people to the court of law. And with those registered mail that we sent for those summons, and they signed it, and they did not show up at court or contact us, that means that they defaulted twice. So, also in the arena of the maritime law, in the ICC, when China becomes insolvent because of a lawsuit, then we have the right to take their properties, and we give a part of that to the United States to show good faith because they did take all of the Vietnamese American to become refugees after
And so a big part of that chunk will list the United States as a creditor to the Chinese government. And if the United States is a creditor to this lawsuit, they have enforceability, they have enforcement. So regardless of what happened, they can wipe off the debt, the national debt, or the trade deficit overnight. And the only country in the world that is able to do this is the United States. So regardless of what everyone is saying, whether it's good or bad, we know the truth. And the truth is the law that is written over 3,000 years. Law of the merchants, right? Law of the sea. And so we are very excited about this lawsuit, and we are intending to proceed on regardless of what happened. Quý vị quan khách trên khắp thế giới đã trở về đây và những vị hiện diện ở tại phòng hội quan trọng này. Chúng tôi sẽ được hân hạnh nâng cao cái cuốn sách này lên để quý vị chụp bức hình. Để biết rằng quý vị thật sự đã đến và biết được cái lo suốt đã bắt đầu, không phải là sự tưởng tượng. Thank you everyone for your support and coming here. We just have to thank everybody, and we want to make sure that everybody knows the lawsuit is happening and it's just not a dream. Thank you. Thank you. Thank you. Và giới hạn của những điều kiện của tòa án hình sự quốc tế, cho nên chúng tôi không thể cho quý vị copy hết tất cả những cái detail trong này. Nhưng mà tôi rất là vui lòng để cho tất cả quý vị có thể xem qua, vì còn 4.000 trang nữa, tức là khoảng 200 cuốn sách giống như vậy nữa, cho nên tôi chỉ trình quý vị đây chỉ là cái đơn kiện thôi, chứ không phải là nguyên cái hồ sơ kiện nhé. Để quý vị, tôi sẽ hân hạnh để trình cho những vị ngồi ở bàn đầu. Và một lần nữa, chúng tôi mời Vũ Hằng lên. Sau khi chúng tôi mời đủ 3 lần thì chúng tôi sẽ truyền cho tất cả những vị hiện diện ở đây. I regret that because of the International Criminal Court's restrictions, we could not just give everyone a copy. So we're going to pass that around. To make sure you see at least the gist of it. We have another 4,000 pages that accomplish this book, so that's about 200 books just like that that's included in this. So this is just a snippet of what's going on. But you have to understand that the man standing in front of everyone here is the eyewitness, first-hand account to all these criminal activities that's going on during the Ho Chi Minh, during the Chinese invasion of Vietnam, during the Vietnam War. So it's a live record with live person with first-hand knowledge. There's no other higher type of evidence than first-hand knowledge. So this is very special. Có nhiều người nói với chúng tôi là ngày xưa quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là đứng hàng thứ 6 trên thế giới, là một đơn vị thiện chiến. Với chúng tôi thì chúng tôi vẫn coi đó là một đơn vị thiện chiến, một trong những đơn vị thiện chiến nhất thế giới. Vì chúng tôi biết được sự kiên cường, sự đấu tranh vững vàng, sẵn sàng hy sinh của các chiến sĩ tại trận mạng. Nhưng ngày hôm nay có người hỏi là chính phủ có được 1 triệu quân không? Tại vì 1 triệu quân đã bỏ ngủ, có đúng không ạ?
Và khi mà tháng 2 năm 1975, chúng tôi còn đóng quân tại Đồn Đôn, tức là cực bắc của tỉnh Quảng Trị. Cực bắc của tỉnh Quảng Trị. Quý vị có biết cái hiểu chữ cực bắc không? Chúng tôi đang ở vùng địa đầu giới tuyến. Mà nhiều cơ quan truyền thông nói rằng chúng ta đã mất Huế rồi, mất Quảng Trị rồi, cho nên đồng bào chúng ta sợ hãi chạy vào Đà Nẵng, chạy vào Nha Trang. Thì tin tức của những media còn đi theo chúng ta, khiến cho cái lòng dân ly tán thì chúng ta mất. Như vậy họ có nghĩ gì tới những người lính ta ở trên tuyến đầu và bị bỏ lên, thưa quý vị? Nhưng chúng tôi không có oán trách họ, nhưng chúng tôi muốn trả lời câu nói: không có gì hơn được sự thật. Chúng tôi kiên trì mấy chục năm để chứng minh cho thế giới và nhân loại biết được tội ác của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu, và nói chung là chủ nghĩa Cộng sản. Và đã tới lúc họ phải trả lời trước ánh sáng công lý, không phải trả lời cho chúng ta. Chúng ta có quyền ngăn nào cả, nhưng công lý và sự thật là nơi họ phải trả lời. I think that we have a lot of people ask us the question of whether do we have a million soldiers to fight for freedom in Vietnam. But Mr. President, from all his publication, from all his teaching since earlier than 1990s, is that we cannot win with guns or bombs anymore. We win through the heart and the minds of the people. So we have to have a strategy that is non-violent, that we can convert people to thinking, to understand freedom and liberty. Because if they don't understand that, they would never accept it. And if they don't accept it, we don't have a chance, right? So our means of referendum, the system we put out, the voting system, the leaflet that we put out, you know, for you to sign, for a non-communist member, it's easy to sign. But if they're a communist member, they have to think really hard, right? So these are the tools that we only use, a piece of paper and a voting system, really. And that's the way we're going to convert. But as far as a million soldiers, what do we need them for? Are we going to do more bloodshed in Vietnam and kill more innocent people? I think that's an outdated ideology. I agree with you. Cộng sản là tượng trưng, một người bạn của chúng tôi, chúng ta là làm cho cơ quan CIA, ta nói với chúng tôi là Cộng sản là disease of the world, là căn bệnh của thế giới. Communist is disease of the world. Cho nên mình phải eliminate nó. Nhưng rất tiếc là Cộng sản nó ác hơn chúng ta, ác hơn, đi dữ hơn, và nó giết người không lớn tay. Trong lúc chúng ta là những người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, thì chúng ta cầm khẩu súng, chúng ta không có thể bắn vào những nơi mà Cộng sản nó núp dưới dạng là đồng bào của chúng ta. Cộng sản có thể giết cả một đám đông, gọi là giết lầm hơn bỏ sót, nhưng chúng ta thì không. Cho nên có nhiều trận địa chúng tôi thấy được những anh em đấu tranh chiến đấu, những đồng đội của chúng tôi ngã chết vì khẩu súng của họ. Họ không dám, không có thể nào dám bắn vào cái người thường dân vô tội, và Cộng sản đã núp đằng sau những người thường dân vô tội đó để bắn tỉa những người chiêu đi của chúng tôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi vào sa mạc mấy chục năm để tìm ra, tôi nghĩ rằng ông trời, vì chúng tôi rất tin vào Thượng Đế, chúng tôi tin vào được Đức Phật, Ngài có tấm lòng bao la, có trái tim nhân ái, thì phải chỉ cho chúng tôi thấy được cái con đường nào để cứu được cái dân tộc Việt Nam mà không cần phải kinh qua một cuộc chiến tranh đau khổ. Thì bây giờ khi mà chúng tôi làm xong, chúng tôi mới trình lên cho đồng bào.
chúng tôi là những người làm sao mới nói nha. Cảm ơn tất cả quý vị quan khách và đồng bào đã chờ đợi chúng tôi rất là lâu, vì chúng tôi đã bị tấn công rất là nhiều nước, rất là nhiều nước, từ ngay cả những người cộng đồng mà quý vị vẫn bền ra bền chí ủng hộ cho chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi cảm tạ đồng bào Việt Nam yêu nước, những người Việt chân chính và những người bảo vệ tự do. Rất cảm tạ quý vị. A long time ago, a while back ago, my communist friend who is in the CIA said that communism is the disease of the world, and therefore we must eliminate it. But you see, when you are in a battle, the communists are more evil than you. And when they are more evil than you, they have tactics like staying behind the innocent. So when they covered themselves behind children and women and innocent people, our soldier cannot shoot at them because we have a moral compass. So we have to lose the battle because we are not set up that way to be evil. But they are. So innately, they have to win the war, I guess. But this is not to say that we did give up. We did not give up. We have to go back to the desert more than 20 years to think of a strategy to win them, to beat them, and to eliminate them. And I think that's what he has done. And President Yao never forgot or forget to thank God, because God helped him. And for your movies and your books, you have to get close to him. You have to get a tape recorder to hear his story, to know that there is a God. So we thank you very much for all your support, especially the people who's coming out today. We really appreciate it, and with your help, I think that this improves our energy, because we are getting attacked in multiple levels in the community, you know, literally everywhere that you can see. So thank you everybody for coming out. Chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị. Kính thưa đồng bào, tôi là con dân Việt Nam đang sinh sống trên quê hương Việt Nam. Vì không thể chấp nhận chế độ độc tài khát máu Cộng sản Việt Nam buôn dân bán nước, vì không thể chấp nhận tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh và băng đảng Cộng sản của hắn mãi lừa gạt, đàn áp, giết hại đồng bào Việt Nam chúng ta mãi được. Tên Hồ Chí Minh vốn là một gián điệp được Tàu Cộng cài cắm vào Việt Nam, lập ra đảng Cộng sản Việt Nam để cướp nước Việt Nam cho Tàu mà thôi. Vâng, tôi đã hiểu và biết được như thế, và tôi đã tình nguyện tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, để đóng góp sức lực
cùng chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa giúp dân cứu nước, đuổi Tàu Cộng rút khỏi lãnh thổ Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm thổ dân. Cộng sản đã cho tôi là phản động, nhưng nếu phản động mà đem lại quyền tự do, đem lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam, phản động để được bảo vệ quê hương tổ quốc Việt Nam, thì tôi tình nguyện làm phản động. Tôi tự hào là người lính Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tự hào khi tôi và đồng bào tổ quốc Việt Nam có được một vị tổng thống luôn thương dân như con, luôn sống vì mọi người, luôn nghĩ về tổ quốc, danh dự và trách nhiệm lên trên hết. Và tôi tự hào khi có những cấp chỉ huy, những đồng nhiệm luôn cùng chung chí hướng, chung một cái tâm, luôn sống vì dân, vì nước. Và hôm nay chúng tôi kính gửi lời mời đến tất cả đồng bào Việt Nam và cả thế giới đến tham dự ngày đại lễ Đệ Tam Chu Niên ngày 11 tháng 11 năm 2021 được tổ chức tại sa mạc Adelanto, California, Hoa Kỳ, và cũng là ngày kỷ niệm tròn 3 năm ngày Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là ngày vui mừng ghi dấu ấn lịch sử cho toàn đồng bào Việt Nam và cả thế giới. Kính mong tất cả quý vị có thể sắp xếp để tham dự có mặt trong ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trung tá Quốc Thái An kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị. Xin trân trọng. Thank you.
tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.